và chào mừng quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vidan ơi. Hôm nay có nhiều bạn đang ngồi chờ video của mình ra mắt không? Mình tin chắc là có khá nhiều bạn ngồi chờ nhưng mà sáng nay mình không ra video đúng không? Bởi vì trong ngày hôm nay mình đang có một kế hoạch cực kỳ đặc biệt đó các bạn. Là dạo gần đây trong làng Hello Team xuất hiện hai nhân vật, đó chính là bé Cam và bé Mưa. Mà tính ra là trên channel của Vịt mình chưa bao giờ mình quay về bé Mưa luôn á. Và rất nhiều các bạn fan của Mr. Vịt yêu cầu là: anh Vịt ơi, anh quay video về bé Mưa đi. Nên hôm nay mình sẽ tìm cách để qua nhà Simi và hỏi thăm xem bé Mưa ở đâu nhá. Và mình sẽ cho các bạn fan của Mr. Vịt lần đầu tiên thấy bé Mưa trong Mini World xuất hiện trên kênh của Mr. Vịt nhá. Và các bạn tất nhiên là trước khi xem video nhớ cho mình một like này, một subscribe và sau đó ấn một cái chuông và chọn một tòa tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một cái video mỗi khi mình ra mắt nha anh em ơi. Có bây giờ chúng ta cùng đi tìm xem bé Mưa để xem bé Mưa cút tê đáng yêu dễ thương như thế nào nhá. Trời ơi nóng lòng quá. Tần 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 cái gì mà la hết ung sùm ghê dữ vậy trời. Trời ơi vui em vừa tới em được chạy vào. Alo Sim, alo alo anh ơi, đừng đập đỡ cửa em, nó gãy một cái ra nữa. Ủa em làm gì mà hôm nay cây ho nó làm gì có lỗi với em đấm đục cửa? Không phải, anh lại vô nhà anh coi kìa. Ồ, mèo Simmy thử thách 24 giờ biến nhà thành cái bãi rác. Không phải em, anh nhìn cái gì kìa. Trời đất ơi, anh nhìn không biết cái đứng này là do ai không? Cho anh biết luôn, cho đổ anh luôn ấy. Ồ, hello Mưa. Hello con. Ồ, trời ơi, trông một cú tên của anh ơi. Trời ơi, đáng yêu như vậy mà. Ồ, chắc là Simmy nghịch coi là cái con nó quậy nó phá chứ đâu phải tại bé Mưa đâu trời. Đúng rồi anh, cu te nhìn mặt búng ra sữa đúng không? Nhìn mặt lịch sử cũng chào hỏi người lớn đúng không? Nhưng đúng mà rồi. Nó phá cái đống này á, để nó làm ấy. Thế là em ý em là tất cả đống này là do bé Mưa làm hay là phải Mưa làm không con? Phải Mưa không? Này nó lắc đầu nè. Ờ Mưa, em phải nói sự thật, em có làm không? Anh nói nghe coi nè, hình như dạo gần đây á, mấy cái thằng trộm chó trong làng mình nó thích bắt mấy con chó hay nói dối lắm. Mưa nói thêm không nè? Đúng rồi. Đây phải Mưa làm không? Mưa làm đúng không? Làm không? Đó. Ôi, nó làm thiệt. Trời ơi, con nhỏ xíu mà quậy em mày. Đi vô. Để xem nào, Ồ, ha, bé Mưa rất sáng tạo như vậy. Thiết kế nền nhà công nghệ 4.0 thủng lỗ chỗ. Món ăn đặc sản của mèo Simmy cửa hàng đã được bày la liệt dưới sàn nhà. Trời đất ơi. Tính ra là bé Mưa có thể thêm combo ôm sushi lên bàn máy tính ngồi vừa ăn vừa chơi game ghê ta. Thôi được rồi. Anh có cách cho em rồi, anh tư vấn em nè. Với kinh nghiệm của một người chưa bao giờ nuôi chó, anh tư vấn cho em đó chính là bây giờ mình sẽ tìm cách để giải quyết, đó chính là chúng ta sẽ bán luôn bé Mưa đi, mua đồ ăn về ăn linh hoạt. Trời ơi. Anh đi không bán cho bé Mưa. Gì bé Mưa? Trời ơi, sao nó vào mình đâu nó hiểu tiếng Anh đó. Trời ơi. Trời ơi, nó giống mà bé Mưa cute này, ai ta lại bán bé Mưa đúng không? Nhà bé Mưa xinh đúng không? Đúng rồi. Thịt luôn, ăn luôn cái chó, làm thịt chó. Ôi nó giận, nó khóc vậy thôi, nó sợ. Nó khóc vậy anh giận hoài thôi. Thôi anh nói giỡn mà thôi. Thì bây giờ tính ra là nhá, bây giờ công nghệ 4.0 rồi, là người ta hay có chọn những cái phương pháp để chúng ta nuôi chó mèo, các bạn để ý không? Là mọi người á thường sẽ có nhà cho chó cho mèo rồi chúng mình để riêng nó ra là xong, có khu ăn riêng, ngủ riêng rồi đi vệ sinh riêng, là nó sẽ không quậy mình nữa, đơn giản mà. À, nhưng mà em đâu có chỗ cho bé Mưa ở đâu vậy? Bây giờ mà để bé Mưa ở ngoài là người ta bắt cóc, người ta bắt nạt nó nữa, nó tội lắm anh ơi. Không được, em đúng rồi các bạn ơi, trên mạng có mấy cái video clip á mà cột mấy cái con chó nuôi thú cải của mình ở bên ngoài trước cửa nhà là người ta bấy đi luôn, ghê lắm các bạn ơi. Thôi bây giờ anh có cách rồi, nhét vào toilet. Cái gì vậy? Trời ơi, sao nó sống trời ơi, tào lao quá à. Đúng rồi á, tính ra là cu do tôi vừa rồi nó bị hở van đít 3 lần mà chui vào đấy thì làm sao mà hít mà sống nổi chạy. Nang giải quá ta. Thôi được rồi, bây giờ anh hứa với em là anh sẽ có cách để giúp em, và cũng là một món quà cực kỳ đặc biệt tặng cho bé Mưa nhân ngày lần đầu gặp Mr. Vịt trong làng Hello Team. Thế nào Mưa? Thế nào Mưa? Ok rồi, bây giờ Mưa phụ giúp cho chị Simmy chọn hết những cái đống này rồi chiều qua tặng quà bé Mưa nha, đồng ý không? Đồng ý không? Rồi ok. Rồi chiều nay thì chúng ta sẽ mang quà sang tặng cho bé Mưa cute nha. Còn bây giờ các bạn fan của Hero Team và fan của Mr. Vịt hãy cùng đồng hành với Mr. Vịt để cùng chúng ta cùng đi chuẩn bị quà cho bé Mưa nha. Ok, nhẹ go. Bây giờ rắc rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chạm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà
giấc mơ vẫn nhiều, từng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta. Nhưng sao hôm nay con người khác xưa thật nhiều, một ước muốn với những khát khao này còn đâu. Xóa hết mọi thứ mà xưa vừa yêu rồi, giải cứu nằm trong chính con người bạn, kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan, dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước nhất quyết không lùi bước, lùi bước, chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối thế trần gian. Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành, chìm đắm với thế giới những chiến binh giờ lưu hương. Giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà, hãy bước cùng tôi, we are superhero. Ngoài kia bao nhiêu dòng ba vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta. Cho bé Mưa rồi. Và bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của mình đó là sẽ mang sang để tặng bé Mưa và cùng để xem phản ứng của bé Mưa như thế nào, có thích hay không thì hãy nhớ xem đến cuối video nha. Thôi đi qua đi kiếm bé Mưa thôi nào. Hãy tăng 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 tăng. Xin mời. Ôi ăn. Ủa trời. Ủa hay à. Ủa em làm gì ấy? Em đang cho bé Mưa ăn này, bé Mưa ăn này. Nhà cửa sạch sẽ đẹp đẽ ghê ta. Ai dọn mà Simi dọn một bình hay vậy? Đâu em bé Mưa đấy, em dựa cho một đống đồ nè thì nó giỏi không anh? Bé Mưa phụ giúp em à? Ủa tính ra là thay đổi design ai thiết kế nhà luôn ba, chứ đâu phải dọn nhà không đâu. Ủa đẹp dữ rồi, khu bếp ở đây nè, bàn ăn ở đây nè, chăn treo tường gì anime đâu, các thứ vẫn đẹp dữ ấy. Đúng rồi, bé Mưa của em mà, trời ơi bé Mưa may ngoan quá, ngoan như này nhất định là phải thưởng quà nè. Hôm nay là chị Simi đã thưởng cho bé Mưa đồ ăn rồi, là bây giờ ăn sẽ thưởng cho bé Mưa nhiều cái đặc biệt hơn. Tặng bé Mưa. Ôi nhìn nó vui rồi Sim, ôi nhìn vui kìa. Ôi bé Mưa cảm ơn anh. Bé Mưa có thích không, bé Mưa có thích không? Cảm ơn em sợ, rồi ok rồi. Bây giờ tặng cho bé Mưa một sản phẩm siêu xịn và độc đáo hơn nè. Sim ơi. Ủa sao anh chiêu dài với xinh lắm gì anh? Một câu cho bé Mưa. Ôi như đây đẹp quá. Nó lên riêng luôn là, hay không? Đấy nhá, các bạn thử nghĩ xem thấy anh tâm lý không? Bây giờ bé Mưa nó nhỏ xíu như thế này, mày bắt nó ngồi lên bồn cầu này có khi nó chui luôn vô bồn cầu sao? Đúng rồi, rất cao. Bé Mưa khoái không? Đó, bạn thấy mình tìm tâm lý không? Nhưng mà bên cạnh đấy, đây bé Mưa em ngoài này, anh sẽ cho bé Mưa một món quà còn xịn trò hơn nữa nha. Qua đây. Chỗ này chúng ta lên đập ra như này. Đấy, xin qua đây. Đấy, xin mời bé Mưa đứng chờ đi, mình sẽ tặng cho bé Mưa một món quà cực kỳ thú vị luôn. Chỗ này thì chúng ta sẽ sửa lại một chút để bạn mở rộng ra này và cho đất ở đây.
Đấy, lấp đất ở đây. Rồi, xong rồi bên này thì chúng ta sẽ cho thêm gọi gì ra? Lấp thêm hàng rào đá ở đây như thế này. Đấy, lấp hàng rào đá bên ngoài như này. Hay, đây. Đấy, lấp quanh như này luôn. Đố Tim biết được là anh đang định làm cái gì? Hè, đoán đi. Cái này giống bãi đất trống ơi, mưa em có biết cái gì không? Mưa có biết không? Mưa đoán được không? Trời ơi, mưa sao mới được ơi, mưa lúc mà sao mới được. Rồi, mưa ơi, mình quay hàng rào lại như này bạn ơi. Rồi, quay hàng rào lại như này. Đấy, rồi. Ok, và ở phía này thì chúng ta sẽ lấy thêm một cái lớp đá nữa. Chúng ta sẽ lấy lớp đá là cái khối đá mà đây, trông nó xịn xò nhà đi. Đá lát nền luôn nha. Lát đây 1 2 3. Đây. Đấy, lát nền thế này. Và sau đó thì Mr. Nhật sẽ tiếp tục là lát cái gạch này nó kín ở đây tạo thành một cung đường. Và bây giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất để cho bé Mưa và Mù Chim Meo bất ngờ nha bạn. Rồi, 3 2 1. Hịch. Ta-da. Đây nha, đây đây đây. Ta-da. Đó. Xin gọi là giới thiệu với Simi sản phẩm nhà cho thú cưng phiên bản 4.0 cực đẹp, cực sang, xịn mịn, mới nhất dành cho bé Mưa và có thể chui vào được luôn là ở trong này luôn. Đó, chị kìa. Bé Mưa thích cao. Ôi ôi, cảm ơn mình luôn kìa. Bé Mưa thích không? Đó, cần đầu liệu luôn. Trời ơi, Simi nhận xem nhà này sao? Đẹp không? Wow, em yêu cái này luôn hả? Wow, dễ thương quá à. Nhà này nhà ơi, thiết kế cực kỳ tinh tế luôn bạn. Wow. Màu trắng à. Màu trắng này là điểm nhấn của bé Mưa, mang màu của bé Mưa nè. Màu đỏ nè. Mái nhà màu đỏ, màu của Cú Nhon. Đó. Bên cạnh đấy, khung viền cửa là có màu xanh của mèo Chim Minh. Biết chưa? Tâm lý chưa? Trời ơi, cậu có giật nha. Trời ơi, phải cảm ơn giật lắm luôn á. Bên cạnh này còn để nguyên một cái gọi là cục xương trước cửa để gọi là chứng minh đây là nhà của bé Mưa, chứ trong nhu cầu trong làng Hello Team không có ai nhu cầu ăn xương cả. Đó. Ok bạn ơi, thì bây giờ nha, mình đã hoàn thành trong nhà xong nhà cho bé Mưa rồi. Các bạn có thích căn nhà này của bé Mưa không? Mà thậm chí mình còn quên mất là chưa giới thiệu nè. Trên nóc nhà này nè, thì mình nhìn trên nóc nhà nó còn có những cái gọi là nhô lên. Đây được gọi là thiết kế giống như một căn nhà làm bằng đồ chơi mô hình Lego. Wow, em cũng định nói vậy. Đó, ok. Và nếu như bạn thích, cũng thích căn nhà bé Mưa thì nhớ cho mình một like này, một subscribe video nha. Bởi vì thực sự là các bạn xem video sẽ thấy mình xây căn nhà này đúng mệt luôn các bạn, mất mấy tiếng đồng hồ luôn á. Và sau khi ấn subscribe thì bạn nhớ ấn vào cái chuông vào cho mình thông báo tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một cái video mỗi khi mình ra mắt anh em ơi. Còn bây giờ, bé Mưa, mèo Simi và Mr. Vy xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye, bé Mưa chào cô chú đi con. Bye bye.